Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh cơn mưa vừa xảy đến, đang xảy đến, gợi lại cho chúng ta những ngày nắng nóng bức, oi bức. Và khi cơn mưa đến, mang đến cho Hà Nội một bầu khí mát mẻ, một bầu khí dễ chịu. Cái hình ảnh đó cũng gợi lại cho chúng ta suốt thời gian dài, chúng ta vắng, không được cử hành thánh lễ vì đại dịch Covid bùng phát khắp nơi. Và hôm nay chúng ta trở về đây trong ngôi thánh đường này để cùng với mẹ là mẹ hằng cứu giúp, người mẹ thân thương của chúng ta, dâng lên Thiên Chúa thánh lễ tạ ơn đặc biệt này, cũng còn hơn cả cái cơn mưa mà chúng ta đang được tận hưởng. Vì đối với người tín hữu, không có chỉ hạnh phúc bằng được đến trước nhan thánh của Thiên Chúa, được cùng với mẹ của mình dâng lên Thiên Chúa là cha của chúng ta, hy lễ của từng ngày sống của chúng ta, muôn vạn lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta, muôn vạn lời kinh tôn vinh, kính ngợi khen của chúng ta. Em thật là người có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều mà Ngài nói với em. Đối với người tín hữu, người hạnh phúc là vậy, là người tin những điều Chúa nói sẽ được thực hiện, tin rằng nhà này là nhà của cha, nhà này là nhà cầu nguyện, tin rằng đây là đền Đức Mẹ hằng cứu giúp, tin rằng đến đây để được gặp gỡ mẹ, để được cảm tạ đội ơn Thiên Chúa. Những người đó là những người có phúc. Và quả thật dẫu đại dịch xảy ra, nhưng nhà thờ chúng ta vẫn liên tục mở, và rồi vẫn có những con người âm thầm đến đây mỗi ngày để cầu nguyện, để tạ ơn, để khấn xin thay cho cả nhân loại. Tôi nghĩ rằng trong lòng tin, Chúa chẳng bao giờ để chúng ta thiệt cả, mẹ chẳng bao giờ để chúng ta thiệt. Sự an lành của chúng ta bây giờ không phải là do kết quả của việc cách ly xã hội, nhưng là ơn thiêng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua mẹ hằng cứu giúp, người mẹ yêu dấu của chúng ta. Chính vì vậy, mỗi dịp đại lễ Đức Mẹ hằng cứu giúp không chỉ là bổn mạng của Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp, mà còn là bổn mạng của tình dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chúng tôi. Tình dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đón nhận mẹ hằng cứu giúp làm vị bổn mạng của mình, không chỉ để noi gương mẹ, nhưng thật sự để được nép mình dưới tà áo của mẹ, để mẹ cứu giúp tình dòng từ lúc khởi đầu và cho đến lúc kết thúc. Hội mẹ hằng cứu giúp cũng vậy, đặt mình dưới sự hướng dẫn của mẹ, không chỉ để noi gương mẹ, mà còn thật sự được mẹ cứu giúp chở che, đặc biệt trong những cơn gian nan thử thách mà trong giờ từng giờ kinh khấn chúng ta đọc, và nhất là giữa đại dịch đang xảy ra khắp nơi. Cùng với việc đến đây để tôn thờ, để người khen, để gặp gỡ, để yêu mến Thiên Chúa, gặp gỡ yêu mến mẹ của mình, chúng ta còn đến đây để được bồi dưỡng, để được tăng sức, để được đón nhận sức mạnh thần thiêng từ Thiên Chúa, để chúng ta tiếp tục hành trình làm chứng cho Chúa Cứu Thế giữa lòng thế giới hôm nay. Hôm qua chúng ta được mời gọi bắt chước mẹ, đón nhận lời Chúa Giêsu vào trong cung lòng của chúng ta mỗi ngày, để quả phúc bởi lòng mẹ trở thành quả phúc của mỗi người chúng ta. Dẫu rằng chúng ta không thể tham dự thánh lễ trực tiếp được, nhưng khi chúng ta sống tình con thảo với mẹ, khi chúng ta cùng với mẹ khao khát đón nhận Chúa Giêsu vào lòng, thì chắc chắn Chúa Giêsu sẽ không từ khước cái khao khát chân thành đó để mà ngự đến trong cõi lòng con tim của mỗi người chúng ta. Ngày thứ nhất về với mẹ, để mẹ nhắc cho chúng ta nhớ, quả phúc lớn nhất là chính Chúa Giêsu. Dẫu bất cứ hoàn cảnh nào, thì tất cả chúng ta, đặc biệt là các hội viên, hãy bắt chước mẹ, đón lấy Chúa Giêsu trong từng ngày sống của mình, để Chúa Giêsu đến làm cho chúng ta được đầy phúc lạ,
Và để Chúa Giêsu đến, Ngài tiếp tục làm những việc mà Ngài muốn trên con người cuộc đời chúng ta. Hôm nay chúng ta về đây với mẹ, để cùng với mẹ, sau khi đón nhận Chúa Giêsu vào trong con người cuộc đời mình, thì chúng ta lên đường mang Chúa Giêsu đến cho những anh chị em khác, nhất là những anh chị em đang gặp khó khăn thử thách. Mẹ của chúng ta sau khi đón nhận Chúa Giêsu đã vội vã lên đường tới một miền núi xa lạ, cách gần 200 km đường rừng, để thăm gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Và nhờ cuộc thăm viếng đó mà Thánh Gioan đã được khỏi tội tổ tông truyền, nhờ sự viếng thăm của chính Chúa Giêsu và nhờ thần khí rợp bóng trên mẹ cũng đã rợp bóng trên gia đình này. Nhờ cuộc viếng thăm đó mà ông Zacharia được mở miệng lưỡi đã bị khép lại vì chưa dám tin những điều Chúa nói với mình là thực. Nhờ sự viếng thăm đó mà cả gia đình ông Zacharia, bà Elizabeth và Thánh Gioan được tràn ngập niềm vui. Chúng ta cũng vậy, đến đây để đón nhận lấy Chúa, không phải để cất giữ như một bảo vật để trong tủ kiếng, nhưng để mang Chúa đến cho mọi người, cái chiêng cho những anh chị em khốn khổ, những anh chị em đang khô khan nguội lạnh, những anh chị em đang sống xa ân sủng của Thiên Chúa vì những trục trặc hay vì những giới hạn nào đó mà chúng ta chưa biết được. Và vì vậy, khi chúng ta đến đây với mẹ, chúng ta đón nhận lời Chúa Giêsu, quả phúc bởi lòng mẹ trở thành quả phúc bởi lòng chúng ta. Đặc biệt khi chúng ta rước lấy Chúa Giêsu vào lòng, để chúng ta sống cái niềm vui hạnh phúc được Chúa ở cùng, và để chúng ta xin Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến với những anh chị em nghèo khó, những anh chị em tất bạt, những anh chị em đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, như mẹ đã mang Chúa Giêsu đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Vào hội mẹ cứu giúp không chỉ để được mẹ cứu giúp, nhưng được trở thành những cánh tay nối dài của mẹ, được mời gọi ra đi để làm cho thế giới biết đến mẹ, để làm cho mọi người đón nhận Giêsu là Chúa của mẹ, cũng là Chúa của mọi người. Mỗi dịp đại lễ đến, chúng ta được mời gọi bắt chước mẹ, lên đường mạnh hơn nữa, dấn thân hơn nữa, can đảm hơn nữa, để làm cho mọi người biết đến mẹ là mẹ hằng cứu giúp, để họ được gia nhập vào trong hội mẹ, để họ trở thành hội viên của mẹ, để họ được chính mẹ cứu giúp và được mẹ sai đi tiếp tục làm công việc như chúng ta đã được sai đi. Trong thời gian trước khi dịch bệnh, mẹ đã can thiệp để cho chúng ta làm được một dịp tái cấu trúc lại từng chi hội một, tái cấu trúc lại từng vùng miền, tái cấu trúc lại cái việc đọc kinh khấn thế nào cho có hiệu quả. Có lẽ nhờ vậy mà trong đại dịch vừa rồi, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh nhờ những cuộc khánh ngộ, nhờ những cuộc gặp gỡ mà mẹ đã dàn xếp trước cho chúng ta. Kể qua một chút để chúng ta một lần nữa xác tín được mẹ là mẹ thật của chúng ta, là mẹ hằng cứu giúp của chúng ta. Lời truyền cầu của mẹ trước tôn đan của Thiên Chúa vô cùng giá trị, vô cùng hiệu nghiệm, để chúng ta tiếp tục bám vào mẹ, tiếp tục yêu mến mẹ, tiếp tục khấn cầu với mẹ, để mẹ mỗi ngày dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu gần hơn, để mẹ giúp chúng ta đón nhận lời Chúa Giêsu vào trong cung lòng cuộc đời chúng ta một cách cụ thể hơn, và rồi để được cùng với mẹ, với Chúa Giêsu, chúng ta tiếp tục lên đường đến với những anh chị em nghèo khổ, đến với những anh chị em chưa biết đến hội mẹ hằng cứu giúp, đến với những anh chị em đang bị tắc nghẽn vì một lý do nào đó mà đánh mất đi ân sủng của Thiên Chúa. Xin mẹ hằng cứu giúp là mẹ của chúng con chuyện cầu cho chúng con cách đặc biệt trong thánh lễ này, để tất cả chúng con được dọn lòng sốt sắng mà đón nhận lời Chúa Giêsu quả phúc bởi lòng mẹ, để rồi cùng với Chúa Giêsu chúng con tiếp tục bắt chước mẹ thực hiện hành trình viếng thăm những anh chị em chung quanh chúng con.